Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Yves Saint Laurent. Nó có tên là Y by Yves Saint Laurent. Chữ Y này nó là viết tắt của Young Generation, như thế hệ trẻ. Thì mọi người nghe như thế là cũng có thể hình dung được cái mùi hương, cái tinh thần mùi hương này nó sẽ như thế nào. Nó sẽ không có cái vẻ trầm, nó không có vẻ classic, mà nó sẽ nồng nàn, thu hút, đầy sức sống, bởi vì nó là dành cho thế hệ trẻ. Ok, thì cũng giống như video trước về cái chai Baccarat, ở video này mình sẽ không phân tích quá sâu, ví dụ như mình gửi cái mùi hương là cái như thế nào, bởi vì mình thấy không cần thiết cho lắm, mà mình sẽ nói về ví dụ như là mình cảm nhận thấy mùi hương này nó như thế nào. Mình sẽ chia sẻ những cái quan điểm trên quan điểm của mình, những cái điểm mình thích và những cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này. Ok, để nói về những cái điểm mình thích về chai nước hoa này, đầu tiên đó là mùi hương của nó. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, nếu như mà mình ví dụ như một trong một gia đình có bốn anh em đi, và người anh cả ở đây có thể là Versace Eros, người anh thứ hai có thể là Paco Rabanne, và cuối cùng là Dior Sauvage, vậy thì là chú út là ai? Chắc chắn rồi, ở đây chú út sẽ là Y by Yves Saint Laurent. Bởi vì khi mà nếu như mà ai đang có mùi hương của ba chai nước hoa này, và khi mà các bạn xịt chai Y này thì ngay lập tức anh em sẽ có cái sự liên tưởng rất là lớn, bởi vì nó không có cái vẻ bụi bặm quá nhiều như Dior Sauvage, nhưng nó vẫn có, nhưng mà nó ít thôi. Ngọt của Paco Rabanne Invictus và nồng nàn của Versace Eros, anh em cứ hình dung giống như là một cái ly trà mật ong ấy, đã cho đá vào rồi, và chúng ta có thể cho nhiều đá để khi mà chúng ta ngửi lên cái vị thanh mát của nó, và cái phần còn lại là chúng ta có thể cho độ ngọt bao nhiêu là tùy mọi người, để mà khi chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy một cái vị thanh mát nó lẫn cùng một cái vị ngọt quyến rũ của mật ong hoặc bất cứ một cái gì đó, nó tạo ra một cái mùi ngọt thu hút. Thì mùi hương của Y by Yves Saint Laurent này cũng sẽ là như thế, nó gần như là nó lấy những cái điểm mạnh của ba chai nước hoa này và nó mix lại để tạo nên cái mùi hương riêng của ba Y by Yves Saint Laurent đó. Đấy là một trong những cái điểm mình thích của chai nước hoa này. Điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là nếu như để về hoạt động ngoài trời, ví dụ như đi chơi, đi cà phê, đi party, vân vân, miễn là hoạt động ở ngoài, thì Y by Yves Saint Laurent này là một cái sự lựa chọn cực kỳ rất là tốt cho các anh em. Với cái mùi hương nồng nàn và độ hương cũng khá là tốt, trên da mình cảm thấy cũng rất là ok. Nó sẽ rất ghi điểm, chắc chắn là mình đảm bảo là nó sẽ ghi điểm cho các anh em nếu như các anh em xịt. Còn thì mình cũng đọc một số, thế các bạn nói là có thể dùng vào mùa hè, có thể dùng vào đi học, có thể dùng vào đi làm. Thì quan điểm của mình thì mình không đồng ý cho lắm, bởi vì cái thời điểm mình mua chai nước hoa này đó là vào lúc mùa hè, đâu tầm tháng 5, tháng 6 là cái đợt rất là nắng nóng. Và khi mà mình mua xong, mình mở nắp ra, mình xịt đúng một lần, sau đó mình cất lại. Và từ đó cho đến bây giờ, đến khoảng bắt đầu hết hè rồi, bắt đầu đang giao mùa sang mùa thu, thì mình mới bắt đầu mở nắp ra mình xịt. Bởi vì thực sự mà nói, để vào mùa hè mình không muốn ngửi mùi hương chai nước hoa này, nó quá là nồng, nó quá là ngọt đối với mình. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái mà để mọi người tham khảo, nếu như mà các anh em không muốn mình trở thành một cái quả bom mùi hương theo đúng nghĩa của nó. Còn về hoạt động ngoài trời thì Y by Yves Saint Laurent này thực sự là một vũ khí ghi điểm rất là tốt cho các anh em trong tất cả các sự kiện, trong tất cả những cái dịp đi ra ngoài. Thì đây là người sẽ sát cánh cùng chúng ta đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em hai điểm mình thích ở chai nước hoa này, đó là cái mùi hương này nó đã chọn những cái điểm tốt nhất của ba chai nước hoa theo như quan điểm của mình, đó là Eros, Invictus và Dior Sauvage, tạo nên mùi hương cho Y by Yves Saint Laurent. Và điểm thứ hai đó là nếu mà để hoạt động những cái hoạt động ngoài trời thì chai nước hoa này sẽ là một người anh em thân cận của chúng ta đó. Còn dùng để trong mùa hè, khi mà đi làm, đi học, thì cái đấy là sự lựa chọn của mỗi người. Còn quan điểm của mình là mình không ủng hộ sử dụng chai nước hoa này vào những cái dịp đó. Đấy, quan điểm mình không thích ở chai nước hoa này đó là cái gì? Thì nói đến cái này thì trong phim ảnh người ta thường có một cái thuật ngữ đó là remake. Phim remake có nghĩa là khi mà ở một cái quốc gia nào đó mà cái bộ phim của họ nó đạt một cái tỷ lệ
chiếu rất là cao, rất là mọi người ủng hộ thì thường là sẽ mua lại bản quyền và làm lại. Mà ở bên đây ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì có Ngôi Nhà Hạnh Phúc này, Hậu Duệ Mặt Trời vân vân. Đấy là những cái kiểu như thế. Quay trở lại cái Mùi Hương Chanel Hoa này, cái điểm mình không thích của nó cũng là cái điểm số 1 mình nói, đó là ở đầu video mình đã nói là cái Chanel Hoa này nó đã tập hợp những điểm mạnh nhất của ba Chanel Hoa kia, và đó cũng là cái điểm mình không thích ở Chanel Hoa này. Cái Mùi Hương của Y và Yves Saint Laurent này nó cũng không khác gì là một cái bộ phim được làm lại dựa trên ba bộ phim đã được chiếu từ trước, đó là Eros, Pakramani Pictures, George Savage. Thì nó không phải là một cái mùi hương xấu xa, tồi tệ, nó không có gì là mới mẻ cả. Nó chỉ đơn thuần là một cái mùi hương đã collect lại, tập hợp lại những cái điểm mạnh nhất của những cái chai nước hoa đã ra đời từ trước của nó, và nó tạo lại cho mùi hương của riêng mình. Thì điều đó có nghĩa là cái gì? Điều đó có nghĩa là mùi hương này sẽ không mới mẻ. Mùi hương này mình nghĩ là nếu như bạn nào hơi khó tính một chút thì dùng một thời gian là nó sẽ chán. Bởi vì thực sự mà nói thì mùi hương này nó hơi an toàn. Có thể là dùng, mặc dù nó là dùng cho young generation thế hệ trẻ, thế nhưng về độ sexy thì nó không thể được bằng được với Dior Sauvage. Về độ ngọt ngào, nồng nàn thì nó không thể được bằng như Versace Eros, mặc dù nó có cái style mùi giống như thế. Thì mình có cảm giác là nếu như anh em nào mà hơi khó tính một chút thì dùng chai Y by Saint Laurent này một thời gian nó sẽ nhanh chán. Mình cảm giác là như thế, bởi vì mình hơi ngờ ngỡ thôi. Đó, thì đấy chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với các anh em những cái điểm mình thích và những cái điểm mình không thấy thích lắm ở chai nước hoa Y by Yves Saint Laurent này. Tổng quát lại, Y by Yves Saint Laurent là một cái mùi hương tốt, rất là hợp với các anh em tầm từ 20 đến 23. Mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, rất là phù hợp với các cái sự kiện ngoài trời. Đây sẽ là người anh em thân thiết của chúng ta nếu như mà chúng ta tham dự tất cả những cái gì liên quan ở ngoài trời đó. Còn đi học đi làm thì mình không khuyến khích, còn cái đấy là tùy các anh em đó. Trên đây là mình vừa chia sẻ những cảm nhận của mình về chai nước hoa Y by Yves Saint Laurent bản Eau de Parfum đó. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu anh em cảm thấy video quan trọng đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.